Xin chào các bạn. Hôm nay Trang Sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm vòng đôi ngọc Jadeite An Nhiên. Vòng đôi ngọc Jadeite An Nhiên là sản phẩm được yêu thích tại Trang Sức em và tôi. Vòng đôi ngọc được chế tác bản vuông, thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính và bản lĩnh của người dùng. Ngọc cẩm thạch có tác dụng tăng cường sự tập trung, cải thiện các mối quan hệ. Đặc biệt, người ta tin rằng ngọc Jadeite trải qua quá trình tích lũy hàng triệu năm, đem đến nguồn năng lượng tích cực, bảo vệ và che chở cho chủ nhân. Vòng đôi ngọc Jadeite An Nhiên có giấy kiểm định đá quý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.